hồng trần vũ. Nên nhớ thơ con tung về tàu mưu thỏa tâm vời vợ đừng điên đào tiếng con đi cần giữ gìn một con nguyện tâm chung y thân trước tòa bàn trời phật chứng minh, hai nguyện đăng chúc đề trình lễ đi bất túc nhưng tâm thành con nguyện thứ ba cùng ngưỡng cung vị là thứ ngày tuổi lục núi cao nguyện thù chư pha bạc lục ngô vui vũ dân pha hoài trần năm nhan cùng đánh nhau tìm mang hoa mình níu núng che vàng đồn bông nến hẹn thì cơ đang mà viên chân thế cho nên hồng vân hoa phương trước vang chiến trình không truyền lệ bắn mình ngủ phát làm nằm dễ nắng nước lục trên lòng lòng yêu thôi tâm vang chiến đấu chống thank you.
ban vật tiếng người về. Vừa ngày lành vừa tiếng nhau yêu, bạch con đường đánh chân nhân vai thành tình sầu cùng lúc vừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
con quan hoàng hôm nay cùng con quan hoàng ngày đêm nhan con em cùng về cùng vì gọi chúng ta một sông nhan khang quang phục sự diệu quang biến chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phúc hoàng ngân phật thánh chú tiên trung vương hoàng vị thay cung phong nhan phúc cơ diệu quang minh chứng ma văn ngắm tích tăng cung giảng kim phúc hoàng thân tần thánh chúa thiên trung vương ta phật xả ân từ bi bấn chúng sinh cùng ngã kim kính lệ khai quang và chiếu ma văn chút lời nguyện phong mắt tình
quán họ bày phớ. Hồi quỳ tiên rót hoa chén trà, nghi tuần hạ dựng lên điện mặt các cô nâng mời là mời dứt quán hoàng bảy sư. Ô sư dứt quán hoàng bảy sư bắt tỉ tình thương các cô chúc nghi chèn cha mời tam cùng chúng nâng lên trên bên ngọc thì các cô nâng mời là mời dứt quán hoàng bảy sư. Các cô nâng mời dứt quán hoàng bảy vũ trụ rộng không biên giới.
viên thú. Hoàng là con vua thường đến đức vua cha, giáng tại sơn lâm chấn bảo hà. Diện mạo đường đường tươi vẻ ngọc, dũng y tươi tốt khác nào hoa. Khi vui cung yên chiều hôm nay, quan hoàng ngự đồng nghe đàn hát nhà lúc ẩm ngôn trăng. Trà tàu thuốc lá quan hoàng bảy người ưa thích, thuốc cống kẹo xìu ngự thành thơ. Vỡ nắng hoàng ngưỡng bay ngào ngạt, bóng lá cà đã gạt nóng tây chân, mặt mì nước vơ vẩn chân đi, mặt mì nước vơ vẩn bao cổ phương bỏ trời. Quan hoàng bảy chân miên bắc đi hợp binh hồng lục thủy thảo, quân cơ miếu mừng luật bà vánh trung thường đo hán hoàng bào phá. Quan hoàng bảy bào hoa chi vi cùng đường đông để nhị hoa, can quan giống mê biển lời anh hùng xưa nay giá người
nhớ công đức lập nên vô phương hồ ma lùng dẫn tiền qua hoa thu điêu khách bàn trà phong điêu thuốc tông bò hà dân hoàng hoa tìm khăn hồng ngôi xếp ngưng tình tình phong nguyệt hòa ca nhân áo lên đất vào hà niệm bùi phong nguyệt đó là con bắt đi con chuyên cổ đích quán bao hà thực định chúng chung sinh thời làm từ chúng thân tận lòng yêu thương thương dân dấu bề hàng nó mòn cùng biết từ giá vàng cho biết hoa đình màu xanh lầm liệt tung hoành đình an xa tắc để binh có đức lao cái nhà nó dùng vò mít giá thanh đồi mù tiền công biến thương sung đầu đùng đùng xa trường xương màu sông chẳng đem quân về thật khẽ phong thù để báo lạc hoàng mà tuần chiêu hạng hồi bản thân thoát lanh nghiệp duyên có chân bước một trần sâu vấn áo kết hiền chân hình đào bắc hiền nam vui cùng nước biển trắng ngang tốt tướng quà là trắng vàng đô phan ngày nghiêu tiếng lu phần khỏi nam viên bắc trần oan
nam thanh hương trầm đồng. Những ai lên trai hút vào hàng đền thờ ông bầy, đó là cảnh tiên. Chúc cứ đền thiên nhiên tao dừng đuổi xếp tông vách đừng treo xuôi trong un lệnh hoàng sao thập nhị các cung tiên năng cố nào việc này xưa xa ta không sai cô nam cả pha nước trà đầu sơn lâm vừa gật đầu hoàng ba nàng đô dân bộ khay đèn tâu ngà diên phương mọc tiếng chuông bằng nàng ma tin cô nàng ma dân vùng buồn thế là vừa y hoàng bày nào đốt đi nhang trần tim nào đúng có đốt đi nhang trần ngọn đèn kêu tỏ tay cầm mỏng dân kèo mày tim nào dân kèo mày kèo xìu thuốc lá cảnh tiếng ai dám đi tin con nam thầu tinh nét nhu mì dân hoang ngựa xa để đi chậm đông tin con nam bầy này gốc nam thân miệng ca tay gầy bốn năm không nghe nói năng tin cô nàng tàn dâng chính lược ngà tháng tánh dài chút hoàng kết là theo yêu điều ai tây tin cô nàng chi yêu điều ai tây dài đám hồng tin con nàng mười cú thắt dài đám hồng nửa đêm giờ thì sẽ kích đèn đồng được dài chiều chi mai tin con mười một cú bao dài chiều chi mai tầm chuyên bình ngọc đôi tay ngà dâng người hai vào mùa được bài hát thì là đủ 12 nghìn đường phò giá đông đến đông bảy mà tổ má ngọc đồng hồ bé mày sang tổ má hồn đồng cũng nhìn đón cũng nhìn đón còn thầy bảo hà dài biết sao ra hồn
ra hồi cung nên chơi thành nhà cô nhất loan phán nên sư hoàng tử phong đủ khăn ba màu trẻ hoàng gia hồi cung là cảnh thiên thai đêm bồng la túc đuôi người đại tài cô hai hoàng gia hồi cung là bóng cô ba hiển danh là mong cô ba cô liên tô xuống lòng ba tòa thủy gia hồ cung trong phòng nguyên xưa cô chim vang ngự đền tòng quảng cai chiên riêng hầu trong bương toàn cô lấy làm nhà cây sung cô lấy làm nhà xanh gì bằng võng trồng ra lửa đêm phương thanh như cảnh là ngô biên vua truyền dân lập lên đền thờ cô suối phòng công văn ngơ tiên vô chín cuốn phòng lương thời khắc nhật xe loạn ngực đồng khi sớm ta vào bản đều đây cô chín khi sớm ta vào vô yêu mộc quý đức xuống hầu cung tình nhân làm lễ dâng nhang vì đồng làm lễ dâng nhang dâng lên cho tư tòa vàng long cung dâng nhang được phật tử đi miệng khấn từ bi dâng nhang miệng khấn từ bi khấn rằng chư phật độ trì mười phương dâng nhang trước cửa công tông cung cung tỏ hoàng ngài nga cung cung tỏ hoàng tây cô chư phương phương ba có nhận vòng nguyện từ giáng thiên cung hài hoa hoán ngọc hầu trong giao đài tuổi trừng người ta vui tươi non đỏ hài xanh điên từng đô non đỏ hài xanh từng bề liên bông lấy danh cho đồng tình mờ đô đoàn giá đề cung hay là hà mắt đây đông chốn nào vùng tình giá để tiên bà nhị tự trường sinh phi cho đôi chữ trường sinh chư phu chư quý ngạn linh thọ chùa tinh cho giúp họ nuôi được để an chẳng sao đi sang bỏ xuống.
hai mà lê bái cầu bài cùng trong nghi gia tư chẳng sai chút nào. Âm dương phân mô thấp thang cô này soi xét tiền gì không sai thêm cô linh nhân đi đà tam quai lục bộ thập tam thiền dầu ai đổi số chân sinh tuy rằng trường phật cải sinh chưa cũng cho vô lượng vô biên sai năm ni qua về miền Tây Nam. Có khi cô hiền thân dung vào chơi đi thăm nét nằm trong ta hoàng. Khi cô ngửa cạnh bóng lai xa người duyên hợp tâm tần giọng chơi đi cầm hết hải thần ngao du. Khi về cực lạc tây cùng cũng yên cho đêm cầm cối giáp phù dày chôn mây thao pha lên tôi xuống dòng vào con em. Có khi biến thiên xa người thành đường cô lại ngừng đầu tây thân. Nặng mà cho chi đang trong ai mà biết cô chim xuống dòng cô đổ cho làm tôi đệ tử thánh công dẫn văn nghe từ tích cô chim xuống dòng nghỉ linh thiêng gió thu hoàng ngạn hương lan chẳng soi đi chìm riêng xuôi dòng lòng đồ sơn sơn thủy hiếm tình có cô chìm xuôi anh đi khác thương nước này cô lấy ở xuôi dòng về đi mà uống sạch cay lâu đâu có ta cô chúng ta hoa một là khí huyết hai là vô sinh ba là số mệnh thiên đình bốn là thiên đình thành cho vì đồng nay nhân thuyết sư chín trăm nghi đạo phép thanh tổ truyền ba sinh thời của ông gần lớn vương giọt màng nề qua mắt tận dương núi sông thánh cô nguyện vững nam cung con mồm đi đó luôn dùng lòng thế nhân cung thương gió chuyện mây tầm hồ cầm đi phong nguyện
mở những con đường cầu. Dựng nhà lên mấy đôi tròn, tiếng dù nhát nhạc hát ta vang lên. Về đồng rơi tiếng con đi tới đâu o đó
bên đời không mất. Biết đâu ngờ hóa tình như gian, cửa không một nụ bảo bà cho một tràng vỗ tay lên.